Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn một cái video gọi là hơi bị độc chi không? Tại vì cái xe này ấy thì đã làm bài 62 zin nha, nhưng mà nó đang có một cái vấn đề là nó kêu rất là lớn. Khi mà anh chạy tới mình kiểm tra thì mình nghe tiếng kêu, nó kêu ở trên phần đầu này thì mình cũng nhận để mình làm nha. Và hồi nãy anh có mô tả cho mình ấy là khi mà anh đang chạy hết ga nha các bạn. Nói chung là chạy ở vòng tua cao á thì cái xe của anh nó bị giật lại, xong bắt đầu nó có cái tiếng kêu này luôn các bạn. Cho nên là anh cũng nghĩ là chắc toang rồi, chắc lốp máy rồi. Đó. Còn mình ấy thì mình chỉ nghe ở trong cái phần đầu thì có những cái tiếng kêu như vậy thì chắc là cam cò lỏng hay là gì đó thì mình tháo ra mình kiểm tra thôi. Nhưng mà khi mà mình làm lại rồi nha bạn, mình làm tất cả mọi thứ mình có thể kiểm tra rồi nhưng mà nó vẫn bị kêu. Bây giờ mình sẽ để cái tiếng kêu cho bạn xem. Đó, các bạn nghe tiếng cạch cạch không? Lên ga nha. Thì bây giờ nếu như mà các bạn là một người khách đi nha, cái xe của bạn có vấn đề như thế này thì các bạn sẽ đưa tới cho thợ để thợ kiểm tra lại đúng không? Hoặc là ví dụ như là thợ đi, như mình là một người thợ hoặc là các bạn là một người thợ thì các bạn sẽ giải quyết như thế nào? Thì theo quy trình của mình thì trước tiên mình sẽ nghe xác định cái lỗi của nó ở kêu ở cái phần đầu này thì mình sẽ tháo ra, mình kiểm tra cốt cam, kiểm tra ắc cò, rồi kiểm tra tất cả mọi thứ xem nó có những cái vấn đề gì. Và khi mà nó có vấn đề gì thì mình sẽ xử lý lại đúng không? Thì cái lò xo đầu này nó đã bị cong rồi nha, nó rất là dài và nặng và nó bị cong hết rồi. Đầu xúc bắp thì nó cũng hơi bị chẹt ra, cái cò mổ thì nó bị rơ nhiều đó. Thì mình khi mà mình làm ấy thì mình xử lý hết lại cho nó về đúng cái thông số mong muốn của mình là được, là ok. Thì khi mà mình làm xong nó vẫn kêu nha các bạn, nó vẫn kêu thì mình cũng test một cái lòng khác, nó vẫn kêu, rồi là mình nghi ngờ cho đủ thứ nhưng mà mình làm mọi thứ nó vẫn kêu nha. Đó, cho nên là mình cực kỳ đau đầu rồi. Thì nói chung hôm nay là tự nhiên vô cớ là mình phát hiện ra căn bệnh này thôi. Thì trước khi mà mình tiết lộ cái bệnh này ấy, thì các bạn hãy suy nghĩ nha. Các bạn hãy thử suy nghĩ xem là cái vấn đề của nó là gì. Rồi tí mình sẽ chốt kết quả này cho các bạn nha các bạn. Rồi, các bạn đã chốt được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ tiết lộ nha. Bây giờ mình sẽ đề lên. Đó, nó kêu đúng không? Đó. Bây giờ hết kêu à? Hết kêu đúng không các bạn? Êm rồi nha. Cái tiếng dọc nồi này thì đừng nói nha các bạn. Còn cái tiếng cọc cọc thôi. Rồi kêu nè. Đó, kêu đúng không? Đó. Hết kêu nè. Đó, êm đúng không? Kêu nè. Đó. Hết kêu nè. Đó, cho nên là ví dụ mà những ai mà đã làm ẹt nhiều rồi á, mà đã quen rồi á, thì các bạn sẽ biết là cái lỗi này là gì. Tại vì các bạn đã gặp quá nhiều và những cái trường hợp nào cũng các bạn cũng gặp rồi thì các bạn sẽ có kinh nghiệm về cái vấn đề này. Nhưng mà trước khi mà các bạn có kinh nghiệm thì các bạn cũng đã bị bật rồi nha. Thì các bạn có kinh nghiệm trước mình thôi. Còn bây giờ mình bắt đầu mới có kinh nghiệm này. Đó, cái vấn đề nó nằm ở đây. Rồi, các bạn nhìn vào đây thì các bạn sẽ không nhìn ra vấn đề đúng không? Cái vấn đề nó nằm ở đây này các bạn. Cái bát này nó gãy nha. Mình không có ngờ tới đâu các bạn. Mình không ngờ tới đâu. Trừ khi nào mà ai mà đã trải qua rồi thì các bạn sẽ biết qua thường rồi. Tại vì nó gãy cái này nó sẽ kêu đúng không? Nhưng mà những người mà chưa đụng phải bao giờ giống như kiểu mình đây ấy, thì mình sẽ không phát hiện ra đâu. Ở trên Winner có nhiều người người ta gắn cái đồ chơi các bạn, người ta gắn đồ chơi người ta siết ốc rất là ẩu luôn. Siết vô chạy chỉ vài ngày xong bắt đầu con ốc bị nới lỏng ra, bắt đầu nó kêu cái tiếng y chang như thế này. Nhưng mà cái trên ẹt ấy thì mình lại không có nghĩ như Winner. Và cái bối cảnh của nó thì xe của anh nó có vấn đề như vậy và cái trường hợp nó bị kêu là trong cái trường hợp như vậy ấy, thì mình chỉ đoán ở trong cái máy thôi, mình cũng không đoán những cái phần này. Cho nên là nó mới vật được mình các bạn. Bây giờ mình lại nổ tiếp. Nổ nha. Đó, kêu cạch cạch rất lớn nha. Các bạn nhìn vào đây luôn. Như mình nhìn vào đây luôn. Nhưng mà cái tai mình vẫn nghe là cái tiếng nó nằm ở trong cái máy nha. Đó, khi mà mình đụng vào nó hết. Kêu. Đúng không? Hết. Đó. Cho nên là có nhiều cái bệnh nó rất là hữu, nó không có theo một cái quy chuẩn nào hết các bạn nha. Nhiều khi mà mình cứ theo sách vở hay là mình làm theo nguyên tắc nọ nguyên tắc kia ấy, thì cuối cùng bị mỗi cái này thôi, nó sẽ phá hủy mọi nguyên tắc của mình. Thì cái này mình làm thêm để cho những cái người nào mà chưa biết ấy, thì mai mốt gặp cái trường hợp mà kêu như vậy thì các bạn kiểm tra cái này đúng không? Nếu mà nó bị gãy ra là các bạn kiểm tra đụng vô mà nó êm thì là nó thôi. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà chưa đụng qua thì chắc chắn các bạn sẽ khó biết được các bạn, khó biết lắm. Vô tình mà hên nha. Ví dụ mà các bạn vô tình các bạn tháo ra xong vô tình các bạn quệt vô cái này, nó bị tách ra rồi nó lại không kêu nữa. Nhưng mà trong trường hợp mà các bạn không đụng chạm gì nó, các bạn giật chụp buji ra rồi các bạn tháo như những cái xe bình thường thì các bạn sẽ không phát hiện ra được. Ví dụ này mà nó bị gãy cái này ra
cái bát này nó rất là mỏng các bạn nhá. Nó gãy ra mà nó bị kêu như thế này thì mình tin là rất nhiều người biết rồi, và có thể là có những người người ta đã quay YouTube rồi. Nhưng mà trong trường hợp của mình thì mình gặp lần đầu và mình quay lần đầu, vô tình mà bạn nào cũng chưa coi được những cái video mà người ta đăng lên hoặc là chưa có ai truyền tải thì coi cái video này các bạn có thể sẽ thấy hữu ích. Có những cái mà nó bật mình mà mình không thể tin được các bạn, mình không thể tin được nha. Nó mình làm những cái này mình làm ok ngon lành hết nó vẫn kêu, mình rất đau đầu. Cuối cùng nó bị mỗi cái này thôi, mỗi cái này. Nó chỉ một cái đơn giản, mỗi cái này nó gãy ra mà thôi các bạn. Mà nó vật một người thợ như mình 20 năm trong nghề nha. Bao nhiêu kiến thức ở trong đầu nhưng mà cuối cùng bị mỗi cái này nó vật thôi. Đúng nhục luôn các bạn. Rồi, bây giờ mình đã bị vật, mình đã phát hiện ra cái vấn đề này rồi ấy, thì mai mốt có những tiếng kêu như vậy ấy, thì mình sẽ test cái này đầu tiên. Rồi, cái video này hy vọng nó sẽ hữu ích với các bạn. Chào các bạn nha.